Nhờ cuộc gọi nhầm số định mệnh, ông Tây U80 không ngờ có thể làm quen được với người phụ nữ Việt kém mình tới tận 30 tuổi. Người đàn ông này tên Thomas, là một cựu chiến binh người Mỹ, hiện đang làm chủ của một công ty. Một lần, nhân viên người Việt của ông nghỉ về quê du lịch và có để lại số điện thoại để ông liên lạc. Tuy nhiên, chỉ vì bấm lộn một số nên thành ra gọi nhầm sang cho chị Huệ, là người vợ hiện tại của ông. Vì múi giờ lệch nhau, ông không biết ở Việt Nam đã quá nửa đêm. Mà chị Huệ là một ca sĩ phong tra, kim nghề dược sĩ, đi làm cả ngày đến đêm hát về quá mệt nên chị phát cáu, rầy xối xả người đàn ông bên đầu dây bên kia vì tưởng lừa đảo. Ông Thomas bối rối, cứng họng vì không biết chuyện gì xảy ra. Qua hôm sau, ông nhờ nhân viên gọi lại cho chị để xin lỗi. Thông qua lời kể từ cấp dưới, ông mới biết chị Huệ là mẹ đơn thân, đang chăm sóc một cậu con trai. Từ đó mỗi ngày, doanh nhân người Mỹ đều cố gắng nhắn tin, xin được trò chuyện FaceTime với chị. Do thấy người đàn ông chân thành nên chị Huệ cũng mở lòng. Bản thân chị ban đầu chỉ muốn nói chuyện để cải thiện khả năng tiếng Anh. Còn ông Thomas thì đã xao xuyến trước vẻ kiêu diễm của người phụ nữ Việt từ lúc nào. Một thời gian sau, ông khăn gói qua Việt Nam gặp tình yêu định mệnh. Gặp chị Huệ ở sân bay, ông ngẩn ngơ mất mấy giây vì chị Huệ quá lộng lẫy, trông khác xa so với hình ảnh đời thường mọi ngày. Những ngày ở Việt Nam, chị Huệ đưa ông Thomas đi miền Tây chơi, giới thiệu với gia đình, con trai và bạn bè. Sự tiếp đón nồng nhiệt, ấm áp khiến người đàn ông người Mỹ cảm thấy giống như mình có một gia đình thứ hai. Tin tưởng người đàn ông này có thể làm tốt vai trò của một người cha và một người chồng trong tương lai, chị Huệ đồng ý cùng con trai lên máy bay rời Việt Nam sang Mỹ định cư. Ở tuổi 47, nữ ca sĩ xinh đẹp đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân người Mỹ hơn 30 tuổi. Có người luôn chăm lo, cưng chiều bên cạnh nên chị Huệ luôn cảm thấy yêu đời và hạnh phúc.